và điều dưỡng. Thì Khoa tìm hiểu rất là nhiều công ty, nhiều chương trình, đi rất là nhiều thứ. Thì không mô tình một lần thì em có nhận được một lời chia sẻ của một người anh bên Đức. Cũng không biết cách gì nhiều, anh giới thiệu cho em về công ty đi bên Việt Nam của chúng ta. Thì em cũng có tìm hiểu, có mọi điểm tư vấn. Cũng được anh chị của anh chị tư vấn rất là nhiệt tình. Từ đó thì cũng được gia đình ủng hộ rất là nhiều về việc đi du học ở Đức. Thì khi được đặt chân đến đây thì em cũng được tìm hiểu qua rất nhiều hình ảnh video mà em đưa cho xem. Em cũng thấy khá là tin tưởng, không tin tưởng tuyệt đối về DVN Việt Nam luôn ấy. DVN Việt Nam sẽ, em mong là DVN Việt Nam sẽ cùng em được chấp cánh ước mơ về ngành điều dưỡng của bên Đức. Không chỉ hiện tại và em mãi mãi về sau, ngành DVN sẽ cùng em trong cái ước mơ, cũng như của với các bạn sinh viên ngồi đây thì khóa 81 sẽ cùng nhau đi trong Đức và cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.